Con chào ba má bên Việt Nam. Ba má có khỏe không? Con làm cái clip này á để con cảm ơn cha mẹ chồng và cha mẹ ruột của con. Con chúc cha mẹ hai bên nhiều sức khỏe, lúc nào cũng mạnh khỏe vui vẻ hết. Con cảm ơn ba mẹ chồng của con đã nuôi chồng con cực khổ tới ngày hôm nay. Nên con mới được hai đứa con gái dễ thương, là cũng nhờ công ơn của cha mẹ chồng nuôi chồng con, rồi ảnh cưới con ngày hôm nay con hạnh phúc cũng cái ơn của cha mẹ chồng nhiều lắm. Con chúc cha mẹ chồng nhiều sức khỏe, lúc nào cũng mạnh khỏe vui vẻ yêu đời rồi con chúc ba mẹ bên Việt Nam, ba mẹ ruột của con chúc ba mẹ nhiều sức khỏe, vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon. Con cảm ơn ba mẹ đã sanh con ra ngày hôm nay, nên con được có hai đứa con gái. Thì mỗi lần con nhìn con của con á, thì con thấy con hạnh phúc. Thì con thấy hạnh phúc thì con càng thương ba má nhiều hơn. Con gái của ba má nha, ở bên Mỹ á, tuy ở bên Mỹ nha, chứ cái tâm của con á, lúc nào cũng nhớ tới ba má hết á. Ba má cứ yên tâm nha. Nhớ con á, thì con sẽ gọi điện ba má mỗi ngày. Khi thời gian của con rảnh á, con phải dành thời gian con gọi ba má cho ba má vui. Đừng có sợ mắt con gái nha. Tuy con ở bên này chứ hai đứa cháu ngoại của ba má học cũng giỏi, dễ thương. Mà mỗi lần con nhìn con của con á, thì con nuôi cực khổ, thì con biết ba má nuôi con cực như thế nào. Nên tình thương của con á, lúc nào cũng để dành cho cha mẹ hai bên nhiều lắm. Tại vì cha mẹ hai bên á, thì chồng á, của con á, thì cha mẹ chồng nuôi cũng cực, con á, thì cha mẹ ruột của con nuôi cũng cực. Nên á, con hiểu được cha mẹ hai bên. Nên á, hồi đó giờ á, con có làm gì sai á, cha mẹ hai bên á, tha thứ cho con. Tại vì á, con biết được cha mẹ đã lớn tuổi rồi, lúc nào á, thì có chuyện gì á, buồn vui gì á, con muốn cha mẹ nói ra, đừng để trong cái tâm của mình á. Khi mà mình để trong cái tâm của mình rồi đó, mình sẽ đau nặng nề trong cơ thể lắm. Nên con muốn ba mẹ có chuyện gì, vui buồn gì á, chia sẻ thì mình sẽ vui, mình sẽ mạnh khỏe, mình không có bệnh gì hết. Nên con á, làm cái clip này á, là con muốn cảm ơn cha mẹ hai bên đã nuôi dưỡng con. Ngày hôm nay á, con có hai đứa con gái thì con thấy hạnh phúc lắm. Nên ba mẹ có nhớ con hay gì đó thì con cũng sẽ gọi điện thăm ba mẹ thường xuyên. Đừng có buồn nha ba má. Tại vì ba mẹ mình bên Việt Nam á, hồi xưa đó mình đi qua Mỹ, ba mẹ mình á, thì sợ xa mình, sợ mắt mình. Nên mỗi lần gặp máy bay á, trên trời á, là ba mẹ mình khóc. Nói nhớ con quá, khi nào con mới về. Thì mình đi á, thì hồi từ lúc mà mình đi qua Mỹ tới giờ thì mình cũng chưa có thời gian mà để về Việt Nam. Lúc nào cũng nhớ anh chị em bên Việt Nam hết. Thì em gái qua bên này á, thì lúc nào em cũng nhớ anh chị bên Việt Nam và con cháu. Thì có dịp nào đó thì anh chị á, thì nữa làm giấy bảo lãnh anh chị đi du lịch chơi, thì anh chị qua đây chơi ăn những món đồ ăn bên Mỹ. Tại vì đồ ăn bên Mỹ đồ ăn ngon lắm, anh chị qua ăn đi thì thấy ú lên rồi. Bên này thì em đã sợ rồi, sợ đồ ăn ăn nhiều quá sợ ú. Còn anh ba sóc á, em nghĩ á, chắc muốn đi Mỹ lắm nè. Tại vì á, nhà mình á, có một mình anh ba của mình là con trai thôi, còn bao nhiêu là con gái không.
Tại vì mấy chị của mình á, thì đôi lúc á, cũng muốn qua đây chơi thì cũng có đi qua du lịch rồi. Thì đi qua chị thích quá nên chị mình á, thấy bên đây á, vui rồi ăn đồ ăn ngon nên chị mình mơ ước á, không biết khi nào mà chị được giống mình mà được ở bên Mỹ luôn. Thì chị mình cũng đã đi du lịch qua đây chơi, em mình cũng vậy. Thì đi rồi về 6 tháng rồi về. Thì hy vọng một ngày nào đó gia đình bên Việt Nam á, đoàn tụ bên Mỹ. Thì khi nào có đoàn tụ á, thì mình làm cái clip á, quay lên cho cả nhà xem. Ba mẹ bên Việt Nam nha, giữ gìn sức khỏe nha. Con lúc nào cũng nhớ tới ba mẹ hết á. Đừng có buồn nữa nha. Tội nghiệp ba mẹ mình lắm, lúc nào mà nhớ mình có cái nằm gác tan chán, nhớ con gái và nhớ cháu ngoại, thương lắm. Thương lắm mà biết làm sao bây giờ. Thì con làm cái clip này đó, ba má thương nhớ con á, thì bắt lên xem cho đỡ buồn. Ba nhìn con có giống ba không? Tại vì thường thường á, ba với mẹ mình á, nói con gái á, giống cha giàu ba họ. Mình mơ hoài chưa thấy giàu ba họ. Giống ba là thấy hạnh phúc rồi. Giống mẹ nữa để mẹ buồn. Thường thường ba má mình nó nói ồ con gái giống ông phân nửa, giống tôi phân nửa. Ba mẹ mình lúc nó chơi vậy đó mình cũng thấy vui, tại vì ba mẹ mình á, mỗi lần cười á, là mình vui lắm. Tại vì mình không muốn cho cha mẹ mình buồn á, tại vì sanh mình ra nuôi cực khổ lắm rồi, nên hồi đó tới giờ nó hồi nhỏ tới lớn đó, mình lúc nào cũng sợ cha mẹ buồn hết á. Khi mà mình hiểu hiểu rồi đó, mình không có dám làm cái gì cho cha mẹ buồn hết. Tại vì á, đôi lúc mình thấy cha mẹ nào á, cũng trông con gái lớn lên, hoặc là con trai lớn lên thì cưới vợ, con gái lớn lên thì gả chồng, trông cho con mình hạnh phúc. Rồi con trai thì có cháu nội, con gái thì có cháu ngoại. Thì mình nghĩ cha mẹ nào cũng giống như vậy hết á, nên gia đình nào á, thì được á, cha mẹ thương, mình thương cha mẹ thì cha mẹ mình sẽ sống thọ ở đời với mình. Nó còn ai mà làm cho cha mẹ buồn đó, cha mẹ ăn không có ngon đâu. Nên các bạn á, thí dụ như mà cha mẹ mình mà có lỡ la mình á, thì mình cũng gắng kìm lại nha, đừng có làm cho cha mẹ buồn nha. Tại vì cái người sanh mình ra đó, người ta trông mình lớn lên được cái nghề như nào, rồi phải công ăn việc làm có, rồi sẽ hạnh phúc như thế nào, ai cũng đều trông cái điều đó hết á. Nên các bạn nào á, còn cha mẹ bên cạnh á, hãy hãy làm cho cha mẹ mình cười mỗi ngày nha. Đôi lúc á, mình hồi xưa đó, mình còn ở bên Việt Nam đó, đôi lúc á, mình chọc cho cha mẹ mình nó cười vui hết này tới kia vậy. Mình không muốn cho ba mẹ buồn đôi lúc đó. Mình kể cho các bạn nghe nha, hồi xưa đó mình đi tỉa bắp với ba mình đó, cái đất mà nó lục cục gì nè, cái mình hồi nhỏ nó cỡ cỡ 9 tuổi gì đó, cái mình bưng mấy hộp bắp mà mình lỡ té đổ đi, cái ba mình đó, đổ dưới sông luôn, dưới mương luôn. Ba mình thôi đi về còn ngơi khỏi hồi tỉa nữa. Cái đi đi bữa đó về sớm quá, đi vườn về sớm quá, cái má hỏi ủa sao hai cha con về sớm quá nha. Ba nói nó lỡ đổ bắp rồi, tôi đổ bỏ luôn rồi khỏi tỉa nữa. Má mình nó phải ươm thêm bắp nữa, cái con bắp nhỏ nhỏ nhà ươm cho nó lên mọng cỡ 2-3 ngày vậy đó, cái đi tỉa nữa. Cái bữa sau á, má mình phải đi theo để mình bưng á, lỡ nằm đổ rồi ba mình đi về khỏi, mà lụm lại tỉa cái tánh ba mình vậy đó. Con nhắc cái này ba có nhớ không?
chắc nghỉ lâu lắm mà không biết ba còn nhớ không á. Bên này á, thì vài bữa nữa thì mấy đứa con mình nó không có còn đi học nữa, nó nghỉ hè. Thì mấy chị mình bên Việt Nam á, với ông ngoại bà ngoại kêu mình phải mua vé máy bay về bên bển thăm. Mà mình thấy tới mùa hè đó các bạn thì vé máy bay nó mắc quá nên mình cũng đang suy nghĩ không biết có về hay không. Nghĩ chắc về bên Việt Nam chắc vui lắm. Tại vì mình rảnh là mình gọi điện về hỏi thăm ba má. Mình rảnh là gọi cho ba má nhìn thấy mình tí vậy đó. Lớn rồi chứ cũng còn đeo ba má nhiều. Bây giờ ở bên đây rồi chứ đôi lúc á giỡn với ba má đó, trong nhìn qua điện thoại đó, ba má cũng thấy hạnh phúc vui thì mình cũng thấy vui. Bữa nào mà thấy ba má mà mặt nhăn nhăn ấy, hỏi ba bị gì á, má bị gì á, sợ lắm. Ba má mình là mặt đỏ đỏ là mình sợ rồi, tại vì thường thường mấy người lớn tuổi đỏ là ưa bị lên máu hay là này kia đó nên mình sợ lắm. Lúc nào ba má mình nó cũng có thuốc trong nhà đó. À, anh chị đồ này kia cũng tới thăm, cũng như cuối tuần cái tới thăm ba má. À, không có để cho ba má buồn. Các bạn biết ba má mình á, ba má mình á sanh 8 đứa con á, ba má mình á cực lắm. Hồi xưa là nuôi là cực lắm mới được 8 đứa con đó. Mà bây giờ cưới vợ gả chồng đầy đủ hết. Rồi bây giờ là ba má mình chỉ hưởng thụ thôi. Ngồi ở nhà rồi con cháu đứa này đứa kia chở đi chơi rồi ăn uống mà đều á, bây giờ á, đôi lúc á, có đồ ăn đồ này kia rồi ba má mình ăn không còn được nhiều nữa, làm như là lớn tuổi rồi bao tử teo để nó ăn ít lắm mà nhìn thương lắm. Mình nhớ lâu lắm rồi đó, con không có được ngủ chung với ba má bên Việt Nam đó ba má. Hồi nhỏ đó mình ngủ chung với ba má mình đó, thì mình muốn ba với má mình nằm kế bên vậy nè, đang cho mình đừng sợ ma. Tại vì ngủ mà nếu như mà không có người lớn bên cạnh đó, hồi xưa có đốt đèn trong không đó thấy sợ ma, sợ như là có người này kia rút chân mình thế là này kia sợ lắm. Ba má con chúc ba má hai bên nhiều sức khỏe nha. À, cháu ngoại thì học giỏi. Ba má vui nha, đừng có buồn chuyện gì nha. Lúc nào con cũng cái tâm cũng nhớ tới ba má hết á. Chúc anh chị em nhiều sức khỏe nha, con cháu học giỏi. Bye cả nhà.